Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Phụ TV. Và như mình đã hứa với các bạn ở trong cái video lần trước cũng như là ở trên tab cộng đồng thì mình cũng đã up lên một cái post về việc là các bạn có những cái trường hợp nào liên quan về iOS 13.4, có những cái câu hỏi gì thì bạn cứ comment vào và mình sẽ trả lời. Thì ở video ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời cho tất cả các bạn những cái câu hỏi này. Và để không bỏ lỡ tất cả những cái video của Điện Thoại Vui, hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh Điện Thoại Vui TV nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Rồi, và cái lúc mà mình đóng post này lúc 12 giờ trưa thì có tổng cộng là 377 comment về iOS 13.4. Tuy nhiên thì những cái comment này mình cũng chia sẻ với các bạn luôn. Những cái comment này một phần nó giống nhau, một phần là các bạn chia sẻ cho mình lỗi chứ các bạn không hỏi về cái lỗi đó, cho nên là mình không có kiểu như là trả lời hết được 377 câu hỏi được, mà mình sẽ lọc ra những câu hỏi nào tiêu biểu và giống nhau thì mình maybe là mình sẽ bỏ qua, cũng như là ở cuối video thì mình sẽ tổng hợp lại những máy nào hiện tại đang lỗi nhất, những máy nào hiện tại không nên cập nhật lên cái phiên bản iOS 13.4 này, cũng như là cái cách để chúng ta có thể fix được. Nói là fix vậy thôi, không thể nào mà chúng ta fix được mà nó chạy maximum 100% không lỗi được một phần nào đó, và mình sẽ có bài hướng dẫn sau. Rồi, và chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên là iPhone 7 dùng iOS 12.3.1 có nên lên iOS 13.4 hay không? Câu trả lời của mình sẽ là không. Thực ra nếu như ở khía cạnh của mình, nếu như mình là một người dùng bình thường, ở đây mình không đặt mình là một người reviewer phải cập nhật lên liên tục để có thể chia sẻ những cái mới cho các bạn, mà với một người bình thường thì mình nghĩ ở cái phiên bản iOS 12.3.1 là bạn dùng được rồi, không nên cập nhật lên iOS 13.4. Đó, câu hỏi đầu tiên. Tiếp theo, câu hỏi thứ hai, pin iPhone XR lên iOS 13.4 chơi game được 6 tiếng liên tục thì có ổn không ạ? Câu trả lời của mình sẽ là ổn, và mình nghĩ là với 6 tiếng mà chơi game liên tục thì quá ok rồi. Tuy nhiên iPhone XR bị một cái trường hợp mà các bạn comment với mình rất là nhiều, đó chính là chỉ có mình thấy chỉ có duy nhất bạn này á là comment với mình là chơi game được 6 tiếng thôi, còn lại tất cả những cái comment khác mình đều thấy là iPhone XR bị hao pin nè, bị đơ máy, bị kiểu như là cái phím home ảo nó bị loạn và không có ổn định đó, và thậm chí là bị giảm độ sáng màn hình nữa. Cho nên về quan điểm của mình thì nếu như những bạn nào mà chúng ta đã lỡ lên iOS 13.4 rồi mà dùng bình thường thì ok, cứ để đó dùng. Còn nếu như những bạn nào mà chúng ta cảm thấy nó lag quá, các bạn có thể up lại cái phiên bản iOS 13.3.1 để chúng ta có thể dùng đó. Rồi, tiếp tục, câu hỏi tiếp theo. Anh ơi, em sử dụng iPhone XR dung lượng pin là 98%, nhưng cập nhật lên iOS 13.4 thì pin tụt nhanh hơn iOS 13.3.1. Đó, và qua hai câu hỏi này thì bạn có thể thấy trong cùng một con iPhone XR, nhưng bạn này comment thì pin lại tốt, bạn khác comment thì pin lại không ổn một tí nào. Cho nên cái việc cập nhật lên máy bạn có lỗi hay không, máy bạn nó có hao pin hay không, nó phụ thuộc vào chính cái chiếc máy đó, chứ không phải là cái bản cập nhật đó. Cái bản cập nhật đó nó chỉ hỗ trợ ở một cái mức nào đó thôi, còn khi mà chúng ta cập nhật vào từng chiếc máy thì nó sẽ có những cái khía cạnh khác nhau. Đó, cho nên là như bạn này có nói tụt pin nhanh thì mình nghĩ là chúng ta không nên cập nhật lên cái phiên bản này. Và iPhone XR là sản phẩm đầu tiên mình sẽ liệt vào danh sách là không nên cập nhật. Đó, iOS 13.4 có hao pin không nhỉ? Em đang dùng iPhone 8 Plus, iOS 13.3.1 đã jailbreak bằng Jailbreak. Pin dùng khá hẻo, xin hỏi lên iOS 13.4 pin nào ok chưa? Để em còn lên và Jailbreak đã jailbreak được iOS 13.4 chưa ạ? Hiện tại Jailbreak thì đã có bản beta để các bạn có thể jailbreak được trên cái phiên bản iOS 13.4 rồi. Nhưng mà hôm trước có một bạn có nhắn tin với mình ở trên Facebook, bạn này tên là Phương Huyền, thì bạn có nói là khi mà chuyển cái chế độ máy bay, chuyển sang cái chế độ máy bay thì vẫn hiện lên cột sóng của Mobifone. Thì đây là một cái lỗi còn tồn động ở trên iPhone 8 Plus, và rất nhiều bạn đang gặp phải cái lỗi này. Cho nên là nếu như các bạn không có gặp cái vấn đề gì với cái trường hợp đó, các bạn không có gì khó chịu thì chúng ta có thể cập nhật lên. Còn về iPhone 8 Plus thì tới thời điểm hiện tại thì mình thấy không có gặp nhiều lỗi về hao pin. Đó, tiếp tục, iPhone 11 Pro Max iOS 13.4 hiệu năng đang từ 100% tụt xuống 99%, khởi động lại máy thì từ 49 tụt phát xuống 47, giảm tận 2%. Đấy là còn để chế độ tiết kiệm pin đó ạ. Rồi, về cái vấn đề của chiếc iPhone 11 Pro Max mình đang dùng và mình cập nhật
ngay từ những ngày đầu tiên mà cái phiên bản này nó lên luôn. Và tới thời điểm hiện tại thì cái chiếc iPhone 11 Pro Max của mình dùng hoàn toàn tốt, không gặp phải một vấn đề gì cả, pin vẫn rất là trâu. Thì có một cái vấn đề như vậy, ở một cái clip cũng khá là lâu mình có chia sẻ lý do tại sao những cái thiết bị iOS ngay từ thời gian cập nhật, thời gian đầu á, thì nó sẽ tốn rất là nhiều pin. Tại vì nó sẽ buộc phải sắp xếp lại cái phần mềm này và sắp xếp như thế nào để có thể tương thích với máy, cập nhật lại những cái bản cập nhật, backup lại những cái file cần thiết. Những cái file nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó cũng tốn rất là nhiều pin, mặc dù các bạn không dùng, nhưng cái lúc đó mới là lúc để cho cái phiên bản iOS đó nó có thể boot được tất cả những cái dữ liệu của nó vào trong máy. Cho nên cái việc sụt pin này á, nó vẫn nằm trong mức là chấp nhận được. Tuy nhiên nếu như cái trường hợp này nó xảy ra khoảng hơn một tuần thì các bạn nên xem lại cái việc là chúng ta xem xét lại việc là chúng ta có nên hạ cấp hay không. Và nếu như các bạn cảm thấy tụt pin quá nhiều thì chúng ta nên hạ cấp. Đó, iOS 13.4 có khác biệt so với iOS 13.3.1 không? Có xứng đáng nâng cấp hay không? Hay đợi phiên bản hoàn thiện hơn mình đang dùng iPhone XR? Lại một câu hỏi nữa về iPhone XR. Và như mình đã nói, nếu như các bạn mà đang dùng iOS 13.3.1 và các bạn dùng cảm thấy ok, ổn, đúng cái nhu cầu của mình rồi thì bạn không cần phải cập nhật lên. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy nó lag, nó giật lag thì các bạn có thể cập nhật lên để chúng ta có thể thử. Và trong thời gian này khi mà các bạn cập nhật lên thì chúng ta vẫn có thể hạ cấp xuống được. Cho nên các bạn không cần phải lo lắng về cái việc là lên rồi không xuống được. Đó, cứ lên đi, lên thoải mái. Nếu như các bạn dùng cảm thấy không ổn thì chúng ta cứ hạ cấp thôi, không sao cả. Còn về một cái phiên bản hoàn thiện hơn thì mình thề với các bạn luôn, chả có phiên bản nào hoàn thiện cả. Thực ra mỗi đợt mà iOS ra mình không biết nên buồn hay là nên vui. Tại vì nếu như mình vui á, vui thì có những cái tính năng mới, những cái cập nhật mới để có nhiều cái cách sử dụng hơn. Còn buồn thì đối với những cái chiếc iPhone đời cũ như con iPhone 7 Plus của mình đã bắt đầu có cái hiện tượng là giật lag, hao pin rất là nhiều. Đó là cái điều mà mình buồn, nên chả biết vui hay buồn. Đó. Rồi tiếp tục, iPhone XS Max đang xài iOS 13.3.1 thì có nên lên iOS 13.4 hay không? Vẫn câu trả lời cũ, lên hay không sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của bạn nhiều hơn là cái góc cạnh của mình. Cái khía cạnh của mình đó, thực ra thì mình cũng chỉ là trải nghiệm xong rồi chia sẻ cho các bạn về cái chiếc máy mà mình đang trải nghiệm thôi. Ví dụ như con iPhone 7 Plus này và con iPhone 11 Pro Max này thôi. Còn những con khác, các bạn hỏi, mình không có trải nghiệm được những con đó, cho nên không có một cái câu trả lời nào mà thực sự chính xác 100% để cho các bạn nghe được. Và kể cả mình có trả lời đúng 100% chính xác 100% thì nó cũng chỉ là cái chiếc máy của mình thôi. Mình dùng và mình cảm nhận cái chiếc máy các bạn dùng theo kiểu khác, các bạn cài app khác, các bạn dùng những cái tác vụ khác thì nó sẽ ra cái trải nghiệm khác. Đó, cho nên tùy thuộc vào cái nhu cầu cá nhân của bạn là chủ yếu nhá. Tiếp tục, iPhone 6S có nên lên iOS 13.4 hay không? Trả lời luôn không. Quá cũ rồi và mình nghĩ là không nên lên nữa. Lên càng giật lag và lên càng hao pin thôi. iPhone 7 Plus của mình còn chưa chịu nổi nữa mà, làm gì con iPhone 6S lên là toi ngay. Đó, iOS 13.4 đã không còn mẹo nghe nhạc trên YouTube tắt màn hình rồi anh ơi. Thì mình có thể chia sẻ cho các bạn một cái ứng dụng này, đó chính là Music Pro. Các bạn sẽ tải về cho mình cái Music Pro và sau đó thì chúng ta có thể nghe nhạc được trên YouTube và tắt màn hình hoàn toàn bình thường. Đó, không sao cả. Ok, tiếp tục là so sánh iOS 11.4.1 với iOS 13.4 trên con Apple M10 đi. Ở đây, hình như Apple A10 là mình nhớ là con iPhone 7 Plus thì phải. Thì thật ra thì bây giờ mà tìm một con iOS 11.4.1 rất là khó và mình tìm không được, cho nên mình sẽ không có bất kỳ một bài so sánh nào về cái iOS cũ như vậy cả. Cái phiên bản thấp nhất mình có thể so sánh cho bạn là iOS 13.3.1 thôi, phiên bản khác thì thua. Rồi, iOS 13.4 khi để qua đêm bị tụt pin 5-10% pin, có ai bị như vậy không? Mình có bị trên con iPhone 7 Plus. Để mình theo dõi, mình để từ khoảng 10 giờ đêm thì phải. 10 giờ đêm mà mình để tới tầm 10 giờ sáng thì gần như là tụt khoảng là từ 10-12% ở tầm đó. Và bình thường khi mà mình để mình không dùng thì nó vẫn tụt pin nhanh. Từ sáng giờ mình có dùng con này đâu. Mình rút là khoảng 10 giờ rưỡi sáng, bây giờ còn 92% mình chả dùng gì cả. Chỉ có là nhận thông báo tới rồi mình tắt máy thôi. Tại vì mình dùng chính là con iPhone 11 Pro Max, nhưng mà nó vẫn còn có 92% thôi.
Rồi, tiếp tục iPhone XS của mình lên iOS 13.4, máy thấy nóng, pin tụt hơi nhanh. Với khi chơi game một lúc thì tự giảm độ sáng màn hình, vậy có lỗi gì không? Không cài độ sáng tự động. Rồi, cái việc mà tự giảm độ sáng màn hình thì đây là như mình đã nói, một cái tính năng của cái iPhone. Khi mà nó phát hiện cái máy bạn bị quá nhiệt thì nó sẽ tự động giảm cái độ sáng màn hình xuống để làm cho máy nó mát đi. Tuy nhiên thì nếu như gặp cái trường hợp này quá nhiều, cũng như là khi mà các bạn chơi ở trong những cái môi trường, các bạn sử dụng ở trong những cái môi trường ví dụ máy lạnh, phòng lạnh, và các bạn cảm thấy nó mát nhưng mà máy của bạn vẫn bị giảm độ sáng màn hình, thì đó là lỗi đến từ cái màn hình rồi, và các bạn phải đem đi kiểm tra cái màn hình đó thôi, chứ không phải là do iOS đâu. Rồi, tiếp tục. Em đang dùng iPhone 7 Plus cập nhật lên iOS 13.4, cảm giác thấy tốn pin hơn ngày đây à? Đúng, như mình lúc nãy mình có nói rồi, iPhone 7 Plus tốn pin hơn. Chỉ có iPhone 11 Pro Max này mình dùng tới giờ thì mình vẫn cảm thấy hài lòng thôi. Còn những con máy cũ, mình có hỏi một số người ở trong công ty thì cảm nhận là từ iPhone 11 trở lên á thì dùng thì tốt, ok. Còn mà những con mà cũ, mà 7 Plus, 6S Plus rồi, 6S nữa, dùng cảm thấy nó pin nó hơi bị chuối đó. Rồi, tiếp tục. Anh làm video so sánh iOS 13.3.1 với iOS 13.4 trên iPhone 6S đi ạ. iPhone 6S hiện tại thì mình không tìm được một con máy nào để mình làm. Mình cũng muốn tìm những con máy rất là cũ để mình có thể review cho bạn, nhưng mà mình tìm không có, cho nên buộc mình đang có 7 Plus, cho nên mình chỉ dùng được 7 Plus thôi. Rồi, tiếp tục. iPhone XS Max Lock có nên nâng cấp lên iOS 13.4 hay không? Ở thời điểm hiện tại thì nên, tại vì là cái mã ICC ID này á thì nó vẫn còn hoạt động được. Tuy nhiên thì ở những cái phiên bản tiếp theo thì mình không chắc. Và cái thời điểm nào mà Apple lock lại cái ICC ID đó thì mình cũng không rõ luôn. Đó là tùy thuộc vào Apple thôi. Và nếu như các bạn mình nghĩ mà để mà an toàn nhất thì chúng ta cứ ở iOS 13.3.1 ở đó. SIM ghép đang dùng ổn thì bạn cứ ở đó mà dùng. Đó, đừng lên làm gì, lên rồi mất công lại bị lock lại thì nó lại không hay. Đó. Rồi, ok, một câu khá là dài. Em dùng iPhone 6S khi vừa mới cập nhật phần mềm xong thì điện thoại đơ luôn màn hình, không thao tác gì được hết. Em tính tắt nguồn rồi bật lại thì điện thoại đòi trượt để tắt nguồn. Thế là không tắt nguồn được, em tìm hiểu trên mạng theo cách nhấn dụ nút nguồn và nút home để reboot thì nó hết. Nhưng lần này thì hiện ra nguyên cái màn hình tròn trắng đục nhạt ngay giữa màn hình. Vậy bây giờ mỗi lần em bấm tắt màn hình điện thoại là nó tự bật màn hình lên lại ngay lập tức, xong phải bấm 2 lần thì nó mới tắt màn hình. Giờ không biết làm như thế nào, mong anh giúp em với. Cái tình trạng này á thì đây cũng là lần đầu tiên mình nghe về cái trường hợp của bạn. Mới đọc á thì mình cứ nghĩ là nó bị treo táo, nhưng không phải. Treo táo thì nó sẽ hiện trái táo, chứ nó không phải là hiện theo một cái logo màu tròn trắng đục được. Và để khắc phục được cái tình trạng này có một cái cách, nhưng mà nó sẽ hơi phức tạp một tí, và mình nghĩ là nếu như các bạn đồng ý thì mình sẽ ra tiếp một cái video nữa để chia sẻ cho bạn về cách đó. Nói nôm na, các bạn sẽ tìm cho mình một cái máy tính, rồi backup tất cả những cái dữ liệu ở điện thoại lên máy tính đó, sau đó tiến hành restore lại dòng 2, có nghĩa là xóa sạch tất cả những cái dữ liệu ở trên iPhone của bạn, và sau đó lấy cái file backup từ trong máy tính nạp lại vào trong máy thì bạn sẽ không bị mất dữ liệu. Đó là cái cách duy nhất hiện tại mà chúng ta có thể làm để giúp cho cái chiếc máy của bạn không bị lỗi nữa. Còn nếu như nó vẫn bị lỗi thì downgrade xuống iOS 13.3.1 hiện tại vẫn chưa khóa sai và chúng ta vẫn có thể hạ cấp được. Đó là cách duy nhất thôi. Đây, một cái mà bạn này chia sẻ. Mình lên iOS 13.4 có những cái biến cố như sau. Vô game chơi Liên Quân tầm 30 phút thì nóng, Facebook thì hết nóng. Trước iOS 13.3.1 đang chơi game, điện thoại đến nghe xong vẫn vào bình thường. Còn iOS 13.4 bị đơ, phải out ra rồi vô lại mới bình thường. Có điện thoại đến hay cuộc gọi đi, cảm biến tự tắt tuy chưa áp vào tai để nghe. Nhấn nút nguồn thì nó không sáng màn hình và phải nhấn nút home vật lý. Độ sáng màn hình âm lượng tự động về min. Rồi ok. Kết nối tai nghe không dây Bluetooth, đang nghe thì tự ngắt kết nối. Trước còn iOS 13.1, 13.1 khi vào Facebook thì chỉ nóng, giờ lên gặp mấy lỗi như trên. Có cách nào khắc phục không bạn? Mình có xem trên YouTube, vài người bảo chỉ nâng cấp lên xong rồi restore dòng 2 thì sẽ mượt hơn. Cũng làm hết mà giờ chỉ biết ngồi thẫn thờ hỏi mọi người cách khắc phục. Mong rằng bạn đọc được comment này. Thay, mình đang dùng iPhone 8 Plus. Đó, các bạn có thể thấy cũng cùng một con iPhone 8 Plus, nhưng bạn này chia sẻ một cái lỗi khác, bạn khác chia sẻ một lỗi khác, bạn khác thì lại khen iPhone 8 Plus dùng ngon. Thì như mình lúc nãy mình có nói ở cái câu trả lời vừa rồi á, nếu như các bạn đã thử luôn cả cái cách mà dùng tới máy tính mà để restore rồi mà vẫn không được
cách duy nhất chúng ta hạ xuống phiên bản iOS 13.3.1 để dùng thì sẽ là an toàn nhất. Chứ còn mà ở tiếp iOS 13.4 thì mình nghĩ là không hay cho lắm. Đó, còn maybe 1-2 ngày nữa mình sẽ ra một cái video để mình có thể hướng dẫn cho bạn chi tiết hơn, cũng như là cái cách làm nó như thế nào cho nó ngắn gọn nhất và không bị mất dữ liệu. Đó. Rồi câu hỏi tiếp tục cho mình hỏi, sau khi update iOS nên đặt lại toàn bộ máy để ổn định hay không, hay chỉ cần cài đặt lại rồi xóa tất cả nội dung và cài đặt luôn? Cảm ơn ở đây. Như mình đã nói thì chúng ta nên restore lại tất cả. Tuy nhiên trước khi restore phải backup dữ liệu lên iCloud cũng như là lên máy tính, để khi mà chúng ta đã tiến hành restore xong thì bạn có thể lấy cái file backup đó nạp lại vào trong máy và chúng ta không bị mất cái dữ liệu. Đó là cái cách mà các bạn có thể làm. Câu hỏi tiếp theo, AD phiên bản này có hỗ trợ iPad nhiều để thay thế laptop hay không, hay chỉ là một vài nâng cấp nhẹ? Thực ra ở trên cái phiên bản này thì sẽ hỗ trợ về iPad rất là nhiều. Nhưng để mà các bạn dùng mượt mà nhất cũng như là dùng hết tất cả những cái tính năng ở trên cái phiên bản iOS 13.4 thì các bạn phải sử dụng cái chiếc iPad Pro. Lý do tại sao? Đầu tiên nó có hỗ trợ sử dụng cái keyboard Apple Pencil thì các bạn mới có thể sử dụng được hết rất nhiều, dùng thêm được rất nhiều những cái tác vụ khác. Cái thứ hai, cấu hình của nó mạnh thì khi mà các bạn kết nối bàn phím và chuột vào, khi chúng ta rê chuột ở trên màn hình thì nó di chuyển cực kỳ là mượt mà, mang tới cho các bạn những cái tác vụ nó sướng hơn, nó mượt hơn so với cái việc là các bạn dùng ở những con iPad đời cũ. Đó, thì như mình đã nói, nếu như muốn dùng hết tất cả những cái tính năng ở trên cái phiên bản này thì chỉ có bản Pro là hỗ trợ cho bạn nhiều nhất thôi. Rồi, ok, tiếp tục. Mình lên bản iOS 13.4 GM có phải là bản chính thức không, và nếu có cập nhật thì nó có tự động báo cập nhật không? Bản GM vẫn chưa phải là bản chính thức. Nó gần giống, cái mã của nó là giống, cái mã của nó là mã của bản chính thức. Nhưng khi mà các bạn tiến hành cài, chúng ta vẫn phải cài qua một cái profile nữa. Cho nên khi mà có cập nhật một cái mới thì các bạn sẽ không nhận được cập nhật, mà các bạn sẽ phải cập nhật thông qua iTunes. Và mình cũng nói cho các bạn luôn, để an toàn nhất, chúng ta cứ nên cập nhật thông qua iTunes là an toàn nhất. Đó. iPhone 8 Plus của mình bị lỗi như thế này, khi bật chế độ máy bay lên thì Wi-Fi và góc bên phải không ẩn nhà mạng mà đang dùng, nó hiện lên biểu tượng đó là máy bay, tên nhà mạng, cột sóng Wi-Fi. Lỗi thứ hai là phần đèn flash, khi bật đèn flash ở Control Center thì mình có thói quen là tắt nó bằng cách ở màn hình khóa kéo sang bên trái, thì flash tắt nhưng biểu tượng đèn pin ở thanh Control Center nó lại không tắt đèn flash. Điều này làm mình rất là khó chịu, có ai bị hai lỗi này không? Đó, vẫn iPhone 8 Plus và vẫn bị cái lỗi tương tự như lúc nãy mình chia sẻ. Bây giờ chỉ có cách là chúng ta hạ cấp xuống iOS 13.3.1 thôi. Đó, thì sẽ là cách duy nhất. Và mình nói cho bạn luôn, iPhone 8 Plus mình sẽ liệt vào cái danh sách, đó chính là những cái thiết bị không nên lên iOS 13.4. Đó, tí nữa mình sẽ tổng hợp lại cho bạn nhé. Anh ơi, phiên bản iOS 13.4 đã cho break được bằng Uncover chưa ạ? Nếu chưa thì khi nào có? Hiện tại vẫn chưa, và khi nào có thì mình không biết. Cái đó phụ thuộc rất là nhiều vào những cái lập trình viên, những cái người hacker, họ bẻ khóa được, họ làm được, họ ra tool được thì chúng ta cập nhật và chúng ta cho break thôi. Chứ còn mình không phải là người làm được cái tool đó, nên mình không thể nào mà mình trả lời cho bạn là cái ngày chính xác là như thế nào là có cho break bằng Uncover được. Chúng ta có thể cho break bằng JetBrains cũng ok. 6S Lock lên iOS 13.4 cái sao anh? Mình nghĩ đừng nên lên. Đó, thì lên rồi rất là nhiều việc phiền phức. Đầu tiên là máy lag, máy chậm, hao pin. Thứ hai là chưa biết là Apple sẽ khóa cái ICC ID này lúc nào, cho nên cứ ở cái phiên bản đó là dùng ở đó, và nếu như dùng được thì các bạn cứ ở đó và chúng ta dùng, không cần lên làm gì cả. Lên rồi rất là nhiều việc mà các bạn không theo ý của mình được, cho nên rất là phiền, đừng nên lên. Và chốt lại cái số hội đọc này, số đặc biệt ngày hôm nay, chúng ta đã chia sẻ về tất cả những cái câu hỏi mà các bạn hỏi về iOS 13.4. Thì đầu tiên mình sẽ cho các bạn một cái danh sách về những cái thiết bị không nên cập nhật lên cái phiên bản này. Đầu tiên đó chính là dòng iPhone 6S, 6S Plus. Đó là cái dòng rất là cũ rồi mà mình nghĩ là không nên lên. Thứ hai, iPhone 7 và 7 Plus thì tùy thuộc vào từng máy. Nếu như những bạn nào mà chúng ta đã thử cập nhật lên, ok thì chúng ta cứ để đó mà dùng. Còn riêng cái iPhone 7 Plus của mình thì mình cảm thấy nó hao pin rất là nhanh. Về hiệu năng thì mình thấy khá là ổn. Như các bạn có thể thấy cái bài so sánh hiệu năng của mình rồi,
iPhone 7 Plus lên dùng hiệu năng rất là ngon, nhưng mà về pin thì không ngon một tí nào. Cho nên các bạn có thể có hai lựa chọn đó, và chúng ta lên iPhone 8, 8 Plus. Thì hiện tại iPhone 8 Plus đang có một cái lỗi như mình có chia sẻ, đó chính là khi mà các bạn chuyển sang chế độ máy bay thì sẽ vẫn sẽ hiện nhà mạng và hiện wifi, chứ không hiện lên cái hình máy bay không. Thì nếu như cái lỗi này thì mình nghĩ cũng không có gặp quá nhiều điều phiền phức, cho nên là chúng ta vẫn có thể cập nhật lên được. Tiếp theo là iPhone XR chạy game nóng máy, cái phím hôm ảo thì bị loạn và màn hình thì tự động giảm độ sáng. Thì iPhone XR mình nghĩ là cái chiếc máy này không nên lên luôn ngang hàng với iPhone 6S và 6S Plus. Còn những cái con đời mới, ví dụ iPhone XS Max, iPhone XS 11 trở lên thì khỏi phải bàn rồi, dùng khá là tốt. Và mình nghĩ là những cái phốt của iOS 13.4 dành cho con iPhone 11 Pro Max thì cũng sẽ không nhiều, tại vì mấy con này cũng mới ra thôi. Cho nên là các bạn, nếu như những bạn nào mà chúng ta gặp phải cái trường hợp mà chúng ta khó chịu về cái việc dùng, thì hãy làm theo cái cách của mình. Thì các bạn cứ cập nhật hết, update, backup tất cả những cái dữ liệu ở trên máy lên máy tính, và sau đó chúng ta tiến hành restore dòng 2. Sau khi restore dòng 2 xong thì các bạn backup lại tất cả những cái dữ liệu đó và dùng. Và cái cách tối ưu nhất để các bạn có thể lên một cái phiên bản mới và không gặp lỗi, đó chính là backup lên hoặc là update bằng máy tính, bằng iTunes thì sẽ an toàn nhất. Các bạn sẽ tải một cái file về và sau đó chúng ta tiến hành cắm điện thoại vào trong máy tính để các bạn có thể tiến hành backup. Thì cái dữ liệu đó nó sẽ đi theo một cái vòng tròn mà nó vào trong máy của bạn. Còn khi mà các bạn tiến hành cập nhật lên bằng OTA, ok, nó rất là tiện, các bạn có thể cầm đi trong lúc các bạn vừa tải về, các bạn vẫn có thể dùng được những cái tác vụ khác. Nhưng khi mà các bạn dùng những cái tác vụ như vậy thì vô hình chung nó lại bị làm một số file đâu đó nó sẽ bị lỗi, và khi các bạn tải về máy, các bạn cập nhật lên thì nó sẽ không có được tốt như là chúng ta cập nhật bằng máy tính. Một cái đường truyền file đi thẳng vào trong máy của bạn luôn. Còn OTA lúc này lúc kia mạng chậm mạng yếu, quãng wifi 3G mà nó chậm nó như thế này thế kia cũng gặp, cũng ảnh hưởng khi mà các bạn cập nhật lên. Cho nên cập nhật bằng iTunes sẽ là cách tốt nhất. Rồi, và đó là những điều mà mình đã chia sẻ cho bạn, cũng như là những cái thiết bị nào không nên lên và những cái câu hỏi liên quan về iOS 13.4. Và các bạn có cái lỗi gì nữa, có lỗi gì tồn động, và nếu như các bạn muốn mình ra một cái clip về việc là khắc phục được những cái tình trạng này, hãy comment với mình ở phía bên dưới nha. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Bộ TV để ủng hộ bọn mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.